Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của gì. Ở nơi xa xôi của Triệu Quốc, Vương Lâm mang trong lòng đầy thù hận, bước lên mảnh đất từng quen thuộc thế nhưng giờ đây tràn ngập khí tương phức tạp. Với thần thức cực cảnh, anh trở lại như một vị ma thần, thề sẽ triệt để giết chết đằng Hóa Nguyên để trả thù cho gia đình bị thảm sát của mình. Tuy nhiên, thần thức cực cảnh của Vương Lâm không phải là vô địch. Trên con đường báo thù này, anh đã gặp hai kẻ có thể chống lại sức mạnh cực cảnh của chính mình. Người thứ nhất chính là Đằng Nhất, em trai của đằng Hóa Nguyên. Đằng Nhất là một tồn tại đặc biệt trong đằng gia. Vị trí của hắn suốt trăm năm qua chưa từng bị lung lay bởi vì hắn tu luyện một loại thần thông kỳ lạ, tương tự như là luyện thể của cổ thần. Khi mà Vương Lâm gặp Đằng Nhất, đòn tấn công bằng thần thức cực cảnh lần đầu tiên dường như mất hiệu lực. Đằng Nhất không có thần thức và thức hải theo nghĩa thông thường, hắn như là một cái xác khô bị luyện chế thành con rối. Thần thức cực cảnh của Vương Lâm đánh vào như là đá chìm đáy biển, không gây ra một chút sóng gợn nào trong đầu của Đằng Nhất. Vương Lâm kinh ngạc trong lòng, lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó khăn như vậy. Anh liên tục sử dụng thần thức cực cảnh tấn công, thế nhưng mặc dù cơ thể của Đằng Nhất liên tục bị tấn công đến mức gần như là bị tan vỡ, kỳ lạ thay linh lực xung quanh lại như bị điều khiển, điên cuồng tuôn về phía Đằng Nhất. Trong thời gian ngắn, cơ thể của hắn bắt đầu hồi phục. Vương Lâm mặt mày u ám, anh biết rằng mình đã gặp phải rắc rối lớn. Thần thức cực cảnh vô hiệu trước Đằng Nhất, điều này dường như phá vỡ huyền thoại vô địch của Vương Lâm trong giai đoạn Nguyên Anh. Anh buộc phải dùng toàn lực sau khi sử dụng liên tục thần thức cực cảnh làm tiêu hao nhiều nguyên khí Nguyên Anh. Vương Lâm đau lòng lấy ra vạn cổ kính, dùng cách tự bạo vạn cổ kính để cuối cùng ép ra một giọt máu vàng trong cơ thể của Đằng Nhất. Hóa ra thần thông luyện thể của Đằng Nhất chính là do trong cơ thể của hắn có chứa một chút máu của cổ thần. Vương Lâm đã dùng thần thông cổ thần điều khiển một người khổng lồ bằng linh lực mới đánh bại được Đằng Nhất. Thế nhưng mà anh cũng phải trả giá đắt, mất một ngày dùng đan dược mới hồi phục lại. Người thứ hai có thể chống lại cực cảnh chính là sứ giả hóa thần từ nước tu chân cấp trên. Khi mà Vương Lâm giết chóc khắp nơi ở Triệu Quốc, đẩy Đằng Hóa Nguyên vào đường cùng, sứ giả hóa thần xuất hiện, thần thức cực cảnh mạnh mẽ của Vương Lâm tấn công sứ giả hóa thần. Thế nhưng hắn chỉ cười khinh bỉ, trong cảnh giới của hắn, thần thức cực cảnh cấp Nguyên Anh không thể nào gây tổn thương chí mạng. Sứ giả hóa thần đến vì đằng gia, thế nhưng khi thấy Vương Lâm, hắn nảy sinh ý định cướp lấy Thiên Nghịch Châu. Đối mặt với sứ giả hóa thần, Vương Lâm cũng căng thẳng, thần thức cực cảnh vô hiệu, anh quyết đoán sử dụng thần thông cổ thần. Sứ giả hóa thần thấy Vương Lâm thi triển thần thông cổ thần, mặt của hắn biến sắc. Hắn từng thấy thần thông này trong kỹ thuật thông thiên của tộc cự ma, và thần thông luyện thể của Đằng Nhất cũng do sứ giả cự ma ban tặng. Lúc này sứ giả hóa thần không có tâm trí cướp đoạt, hiểu rõ sự lợi hại của thần thông này, hắn hoảng sợ và bỏ chạy, thậm chí không ngại dùng Phác Nam Tử làm lá chắn, bóp nát ngọc giản truyền tống để trốn thoát khỏi Triệu Quốc. Vương Lâm đứng ở trên đất Triệu Quốc, trải qua hai trận chiến gian nan, anh hiểu rằng thế gian không có sức mạnh tuyệt đối vô địch, thần thức cực cảnh dù mạnh cũng có giới hạn. Phương pháp tu luyện kỳ lạ của Đằng Nhất và sự chênh lệch cảnh giới mạnh mẽ của hóa thần đã đem đến thách thức lớn cho cực cảnh của anh. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.